Thưa quý vị, với hình tượng linh vật rồng độc đáo, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024 đã để lại dấu ấn đặc biệt đối với đông đảo người dân và du khách trong nước và quốc tế. Thông qua những con số ấn tượng về lượng khách tham quan, thưởng lãm đường hoa, tiếp tục minh chứng là một trong những công trình văn hóa có đóng góp không nhỏ vào quá trình xây dựng phát triển thành phố năng động, sáng tạo. Từ những hình ảnh đầu tiên về thiết kế được công bố đến khi kết thúc vào ngày 14 tháng 2, 2024, đường hoa Nguyễn Huệ 2024 đã nhận được sự đón nhận từ hàng triệu người dân và du khách, trở thành đường hoa đẹp nhất trong 21 năm qua. Theo thống kê từ ban tổ chức, có hơn 1,2 triệu lượt khách đến đường hoa và khoảng 10 triệu hình ảnh liên quan đường hoa Nguyễn Huệ 2024 được cập nhật rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Với những thành tích ấn tượng, dịp này, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ góp phần phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2004-2023. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao bằng khen cho 18 tập thể và 41 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác thực hiện đường hoa Nguyễn Huệ năm 2024. Không chỉ là điểm du xuân yêu thích của đông đảo khách thưởng lãm trong và ngoài nước, có thể khẳng định đường hoa Nguyễn Huệ còn là một công trình tạo nên thương hiệu du lịch độc đáo của một thành phố năng động, sáng tạo, không ngừng phát triển và hội nhập.